Bây giờ em chỉ muốn là chỉ có răn đe thôi, chứ đừng có bắt đi tù. Nếu mà bắt đi tù là bốn đứa không có ai nuôi hết. Và còn mẹ già tới bảy mấy tuổi, em chỉ muốn là cộng đồng mạng là vô là chỉ có răn đe ổng thôi chứ. Sau lưng với chân rồi với tay này kia nọ thì mình có vạch ra coi. À, mấy anh em của tụi con là mới vừa gặp được chị Uyên với lại cô, thì nghe chia sẻ cũng khá là bức xúc, cũng như qua những cái đoạn clip mà thấy được hình ảnh và chị Uyên bị bạo hành. Thì đã 18 năm qua rồi, có những trận bạo hành gọi là thừa sống thiếu chết. Thì ở trong cái tư thế là một người cha thì bây giờ cái cảm xúc của chú có như thế nào ha? Thì tôi cũng mà cái cảm xúc bây giờ nó thật ra tôi cũng coi như là thấy con bị bạo hành như vậy, rồi thấy những cái vết thương đó gì đó là trong lòng tôi bây giờ coi như là cũng không khác gì mà bất an đó, thấy cái đau lòng dữ lắm. Mình làm cha làm mẹ sanh con từ hồi nào tới giờ đó, từ nhỏ tới lớn chưa có đánh một roi nào, mà tới chừng gả đi làm dâu rồi không biết thằng rể này nó có lý do như thế nào mà nó đánh đập, nó hành hà như thế nào mình không hiểu luôn. Những lúc đó ông Thu tôi cũng còn sống đó, thì nó đó, có những lần nó đánh đập hành hà đồ này kia nọ đó, giả mang. Rồi con tôi nó chịu không nổi, nó trốn đi mấy lần rồi đó, hình như là 3 lần á. Rồi á là ông Thu tôi cũng qua đây, ông năn nỉ, ông la thôi anh Thu có gặp ở đâu rồi kêu về, thì tôi có động viên tôi con tôi về. Rồi tôi nói con tôi la thôi ông Thu mà có năn nỉ cha thì thôi con về đi, vì mày tụi mày cũng mấy đứa con rồi, thì bây giờ về sống vợ chồng đó rồi mày cũng an ủi chứ, vợ an ủi mày nói động viên chồng mày đó để mà vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, chứ đừng có đánh hành hà, đánh đập, đánh gầy là gà hoài thì không được. Thì làm cha làm mẹ luôn lúc nào cũng phải mong muốn cho con được cái hạnh phúc nó rồi êm ấm trong gia đình. Mà nhưng không ngờ thằng này nó bây giờ trong lúc ông Phương còn sống á thì ổng còn can thiệp được, tới trường ổng mắc của 4-5 năm nay rồi, thành ra bây giờ từ hồi lúc ổng mắc tới giờ không ai can thiệp được hết trơn á. Nó không có nghe, không ai nghe đâu, mà nhưng cả xóm ở ngoài không ai dám vô can thiệp luôn, mà nó quánh, nó hành hà, nó đánh đập, giờ vui nó cũng quánh, buồn cũng đánh, rồi nhiều khi nó xỉn vô cái là cũng, nó kéo con nhỏ này ra đánh, mà tôi không biết lý do như thế nào. Đó. Mỗi lần quánh như thế thì chị có trốn về bên nhà chú không? Nó có đi về, nó chạy khang, nó đi về, nó than gian thôi, nó la giờ cha mẹ ơi bây giờ muốn ly hôn với nhà mà ông Trơn, mà bởi vì con nghĩ tới 4 đứa con, thành ra con không muốn bỏ, con bỏ con không được, nó vì thương con thì tôi cũng kêu ta la giận á, vì cái sự sống của con á và cái sinh mạng của con, vậy con bây giờ con phải nghĩ bây giờ á, cha mẹ hồi đó cha mẹ giờ có đánh con một ta nào không, mà bây giờ nó đánh đà hành hập, bây giờ cái thân xác con như vậy rồi làm sao. Nó bây giờ cha mẹ bây giờ cũng không muốn, không có cắt đứt cho vợ chồng con, mà nhân vậy tùy nó con thôi. Thì có mấy lần á, là tôi nói như vậy mà nhưng nó về nó than, nó vạch những vết thương đó, lần nó đánh, nó vạch, đánh ra bầm dập hết trơn, nhỏ hết trơn. Nói như vậy thì tôi hết sức là tôi đau lòng, bây giờ cũng không biết sao, bây giờ tôi có hôm này nó quánh giả mang quá. Trời ơi, thằng này cũng như là không cốt gì mà thằng ác thú mà. Nó đánh đập là mà coi như là như cái thời Trung Cổ vậy. Nó mà giờ không có hiểu nổi mà cái lý do như thế nào mà nó quánh dữ thần vậy đó. Mà nó về tới chừng mà nó trốn được nó ra ngoài tới Hưng Đông rồi nó mới điện, nó la cha mẹ ơi cứu con đó. Rồi nó hỏi cái gì nó la chân đánh con về con đi hết nổi đó. Rồi bắt đầu nó la giờ thôi, giờ con bây giờ con ra ngoài đi, con cha kêu mẹ con chở đi, chở về nó mới cha mẹ nó mới chở đi vô nhà thương nằm bệnh viện đó. Con nghe nói là chị Uyên là bị đánh, là cô là không dám vô can luôn. Có mà những lần trước hồi lúc hồi ông Xuôi tôi cũng còn sống á, thì nó đánh giả mang lắm, rồi nó mới điện thoại nó kêu, rồi mẹ nó mới chạy qua rồi nó đánh á, rồi mẹ nó trốn trong cái thùng phi rồi nó úp lại nó trốn trong á, rồi mẹ nó mới chạy qua và nó khóc khúc hết hết, rồi bắt đầu mới dở cái thùng phi ra mới ôm nó không á, là bắt đầu hồi lúc đó còn ông Xuôi tôi cũng ôm nó lại,
chứ mà nếu ông xui thì không còn muốn lại nữa, nó quánh bả luôn hả? Trốn trong thùng phi luôn, trốn trong cái thùng phi á, nó quánh bằng cái trong nó làm cái cọng dây coi như là cái dây đặc biệt có khoảng nhỏ hơn ngón tay út này chút xíu vậy nè, nó để nó đánh chó đó, gần đó, dây gần đặc biệt đó, cũng như nó để dành đánh chó mà nó quánh nhỏ ta ta từ ở sau lưng dắt trường ở dài tới xuống ta, nó quánh cái bằng nát mình hết trơn đó, nó thẹo bây giờ cũng vẫn còn đó. Nhưng mà con không biết là cái cách anh này đối xử với hàng xóm thì có mít lòng ai không? Coi như là nó mít lòng tùm lum hết trơn, không ai ưa hết. Coi như ở xóm người ta sợ nó đó. Đó. Thằng này nó ở xóm là người ta sợ, không dám can thiệp vô trong nó luôn. Đó. Cái con hồi cái có một lần đó là nó quánh vợ nó. Nó quánh vợ nó rồi vợ nó chịu không nổi nó trốn đi. Đó. Nó trốn đi rồi bắt đầu nó chạy xe qua đây. Nó chạy qua nhà tôi nó hỏi, nó hỏi cha vợ ở đâu. Tôi mới nói tao là ủa vợ mày, vợ chồng mày ở ngoài rồi cha đâu có biết đâu, vợ chồng con sao mà mày đi kiếm. Nó nói á là vợ cũng trốn đi rồi, cha mẹ chứa mà nó ở bên đây rồi nè, kêu nó ra đây coi. Tao là trời ơi, nó trốn đâu mà vô trong nhà mày kiếm coi, nó trốn đâu. Thì nó cũng là nhào tới, tôi mới xô nó ra, bắt đầu nó chụp cái ghế mà cái ghế bốn chân đó, nó đập tôi, nó quánh luôn là tôi ông già vợ luôn, nó quánh luôn. Quánh lần đó rồi bắt đầu tôi mới giả bộ tôi lấy điện thoại á, điện thoại tôi điện công an, thì mà đâu có điện đâu, điện đâu có kịp đâu, thì nó nghe nói điện công an, cứ bắt đầu nó bỏ cái cây nó đi vòng vòng luôn, chồng nó cầm cái cây tre luôn, cầm cái tre nó đi vòng vòng tính vô nó quánh nữa, quánh tôi nữa. Quánh chú có sao không chú? Quánh tôi đỡ cái tay nè, đỡ vô cái tay nè, đỡ cái tay rồi tới sau nó có một lần tay gì nè, rồi ông xui tôi ông mới chạy qua, ông nghe được nó chạy qua. Chạy qua rồi ổng là thôi anh xui đi coi vết thương nó đi coi nó bị sao không, tôi là không sao đâu. Rồi ông xui cũng năn nỉ quá rồi ổng quỳ xuống lại tôi nữa, rồi ổng năn nỉ quá trời ổng la thôi tha cho nó đi chứ anh xui mà thưa ra thì nó ở tù rồi con cái nó vậy rồi làm sao rồi ai lo, tôi cũng đau ốm bệnh hoạn đâu có bằng gì nổi. Ông năn nỉ mình thấy cái tình nghĩa xui ra vậy, ổng nói gì thôi tôi cũng bỏ qua. Rồi công an nó xuống lấy lời khai rồi điều tra rồi này kia nọ rồi nó mới kêu lên nó phạt nó hết nó 1,5 triệu là 4-5 năm nay rồi nó, rồi từ đó tới giờ nó không có nể nang gì ấy chứ nói phạt, ra phạt hành chính lần này là lần sau là có thể ở tù nó phạt lần đó rồi bây giờ đây lần này đó, lần này bây giờ nó quýnh đâu cách đây khoảng nửa tháng rồi là nó quýnh đâu có 20 mấy cây con nhỏ này nó chạy về ra mình mát nó điện qua cha mẹ ơi cứu con, bây giờ nó quýnh không cho con đi ra ngoài nữa. Ta là giờ tao qua quẩn thì cũng như là có nước là được quấn lộn với nó chứ bây giờ làm sao mà cha can thiệp được. Giờ thôi tôi con lẻn con trốn đi, con trốn qua nhà cha mẹ đây nè, có gì cha mẹ bảo vệ cho. Thì làm đó sao mà con tôi nó mới điện cái thằng em rể của nó đó. Em rể cũng như là nhỏ gái em ruột có thằng rể tôi đó. Nó mới chạy về, nó chạy qua nó can thiệp. Rồi thôi đó. Rồi bây giờ cách đâu mới đây bắt đầu thì nó quánh nữa đó. Là nó quánh gì? Bằng cây gì hả chú? Nó quánh bằng cây gì ấy, là nó quánh bằng cây chổi hay gì đó. Nó cầm cháu ngoại cháu ngoại sao chú? Cái thằng cháu ngoại đó bây giờ nó bây giờ nó cũng không dám mà binh vực mẹ nó nữa. Nó mà nhưng hình như bây giờ là nó binh vực cha nó hơi nhiều. Bởi vì nó từ hồi đó tới bây giờ á, nó quánh tôi lần đó tới bây giờ á là tôi không có quan hệ gì qua tới lui nữa. Nó bị gì thấy cái thằng mắc dại quá mà nó không có nể nang người gì đó, không có coi tôi ra gì hết trơn, thành ra tôi không có tới lui nó. Rồi con của nó giờ nó cháu ngoại tôi giờ bốn đứa nó cũng không cho qua nữa. Nó thành ra bây giờ cái sự giáo dục ở bên bển này kia nọ là bây giờ coi như là nó không có cái tình bên ngoại, nó hở ra nó có cái tình ở bên nội nó thôi, nó nghe lời cha nó nói này kia nọ thôi. Đây là một cái công việc, cái câu chuyện rất là tế nhị trong gia đình. Đó thì khi mà chú chia sẻ lên mạng thì chú có ngại không? Không, cái này là tôi sẽ bằng sự thật. Dạ. Nói lên vấn đề sự thật để cho cộng đồng mạng, cho tất cả mọi người đó, trong và ngoài nước hiểu tôi. Nó bị gì tôi nghĩ vấn đề là cái cuộc sống gia đình con cái mình làm bậc làm cha làm mẹ mà không muốn cái chuyện gì để cho nó xảy ra. Mong muốn cho con mình có cái sự hạnh phúc. Nó đầm ấm trong gia đình mà nhưng bây giờ nó xảy ra như vậy đó. Là để chia sẻ cho tất cả đó, cộng đồng mạng đó, trong và nước để biết được cái vấn đề sự vụ này. Rồi tôi mong mỏi đó là các cơ quan pháp luật đó, công an phải vào cuộc, nó có cái phương pháp biện pháp nào nó trừng trị cái thằng này chứ không để là để cái tình trạng này đó là con tôi có thể khổ, nó nguy hiểm tới cái tính mạng
đó, cho nên bây giờ cũng mong muốn đó, là công an đó, vào cuộc để giải quyết những cái tình trạng này, không để xảy ra, có cái phương pháp giáo dục thế nào, rồi trong hội phụ nữ bây giờ có cái trách nhiệm như thế nào đó, là để giáo dục, rồi đó là để cứu giúp đó, cứu khổ cho đứa con thôi, nó không còn để xảy ra vấn đề để cái bạo hành và bạo lực trong gia đình nữa đó. Và cũng mong bây giờ nếu mà con tôi nó tỉnh táo lại, bây giờ là nó ý muốn thế nào thì theo tôi, ý muốn tôi là giờ không để cho nó sống chung với cái thằng này nữa. Bây giờ nó quá dã man, vì nó quấn nhiều năm rồi. Rồi nó không thể nào mà cái tánh nào tật nấy thôi, dù giáo dục hay là đưa nó đi tù thế nào là về nó cũng chẳng còn bạo lực như vậy thôi. Tôi thấy cái thằng này nó không thể nào là nó bỏ qua được. Là bây giờ cũng mong bây giờ là giúp cho con tôi được, bây giờ là để cho nó ly hôn cái với cái thằng này nó, để cho nó cho cái sống cuộc đời của nó là trong khoảng đời còn lại của nó là để cho nó vui vẻ thôi, chứ giờ nó khổ quá rồi. Hồi tôi gả giờ nó quánh mười mấy năm nay, giờ nó chịu đựng đòn roi này kia nọ, cái bầm dập hết trơn rồi, tôi không thể nào chịu nổi thôi. Chứ nói đúng ra bây giờ tôi không còn chịu đựng nổi nữa đó. Chắc mai mốt này thì khi mà được xem đoạn clip này chia sẻ rộng rãi thì có lẽ là công an sẽ vào cuộc. Và lúc đó thì sẽ có giám định thương tích của chị Uyên. Thì có thể nếu như nặng thì anh có thể ở tù và chị Uyên sẽ là một mình gánh vác nuôi bốn đứa con nhỏ. Thì đó là có phải là có cái điều đó nó có làm cho chú và cô cũng như là chị Uyên lo lắng trong thời gian sắp tới không? Tôi vấn đề đó bây giờ con tôi mà con ruột tôi mà tôi đâu có bỏ. Rồi cháu ngoại tôi cũng đâu có bỏ đâu. Dù nó khó khăn thế nào nó tôi cũng sẵn sàng tôi giúp đỡ. Nói giờ để mong muốn sao là giáo dục thằng này để cho nó trở thành một người tốt, chứ không để cái tình trạng mà xảy ra bạo lực gia đình cái này đó. Đó phải làm như thế này để làm gương cho bao nhiêu người khác, để con tôi nó không còn bị hành hạ đánh đập nữa. 18 năm qua chị Uyên đã chịu đựng khá là lâu, vì sao đến thời điểm bây giờ thì chú với cô mới trình báo sự việc này cũng như chia sẻ đoạn clip này lên mạng? Tại vì con biết là có những lần á chị anh này anh đánh là chị Uyên là thập tử nhất sinh luôn, có những lần trước nó còn dã man hơn lần này nữa. Vì sao đến thời điểm bây giờ thì mới chia sẻ? Bây giờ những lần trước á, cái hồi mà ông xui tôi còn sống á, tôi nghĩ đến cái tình của gia, rồi nghĩ tới cái này mà mấy đứa cháu ngoại nó còn nhỏ dại khờ, rồi ông xui tôi đau ốm bệnh hoạn hoài à. Nó thành ra bây giờ nếu mà trường hợp á là tôi đi tố cáo, hay là hoặc bây giờ con tôi nó đi ly hôn, thì giờ con cái nó làm sao? Theo mình nghĩ bây giờ một mình nó không thể nào nó nuôi bốn đứa con này nổi. Dù tôi cho bây giờ nó cỡ nào đi nữa không bao giờ nó lo, không có đàn bà là không thể nào lo nổi đâu. Nó cho nên vì vậy thì tôi cái chuyện gì tôi cũng cắn răng bóp bụng, dù thương con đau lòng cỡ nào đi kia nọ thì tôi cũng vẫn cắn răng bóp bụng tôi chịu. Nó động viên cho con cái, để bây giờ nó động viên cho chồng nó đừng có bạo lực gia đình, nó nói ra mà nhưng vợ nó nói cũng vậy, nó nói chừng nào nó quấn hung chừng nấy nữa. Thành ra bây giờ tôi tới đến đổi bây giờ á, nó xảy ra vụ việc này nó quánh quá dã man rồi, bây giờ không còn chịu đựng nổi nữa, giờ tôi không còn vấn đề mà để mà tha thứ nó được nữa. Hồi sáng nay mà lúc chú nghe cái cuộc điện thoại của con gái chú mà cha cứu con, lúc đó chú lúc đó giờ đó chú suy nghĩ trời đất ơi, tôi mà nó nghe con tôi nói gì tôi nói thiệt ra tôi không thể nào mà kiềm chế được. Ủa, lúc đó tôi có cái dao luôn, tôi gần gũi đó là tôi thu quất nó liền, giờ nóng ruột của mình mà tình nó quánh dã man tình máu mủ rồi đâu có thể tha nó được đâu. Nó thành ra bây giờ nghe con như vậy mình cũng suy nghĩ lại, cái gì cũng vẫn còn pháp luật, nó để cho pháp luật giải quyết, chứ mình hành động ra đó mình sai nữa. Nó đã sai rồi, mình đã sai rồi, nó một người đã sai thôi rồi. Chú cũng là người kiềm chế rất tốt ha. Tôi không để nào để cho nó xảy ra, để cũng mong muốn cho pháp luật vào cuộc để giải quyết thôi, chứ bây giờ mình làm như vậy thì con người mình không còn ra cái hệ thống nào nữa. Con có nghe chú nói một cái khúc mà chị Yên bị đánh là chú chỉ có nói cô qua giúp thôi, thì chú qua sợ hai người sẽ sổ ý ra ẩu đả một cái chuyện cực lớn nữa đúng không chú hả? Đúng, nếu mà bà mẹ nó là chỉ đi cho đàn bà đi thôi, chứ tôi thì cái tánh tôi nó thật ra cũng nóng dữ lắm, nghe con đúng ruột của mình mà nếu xảy ra như vậy là phải có ẩu đả. Nó thành ra bây giờ nó không cho tôi đi, rồi hơn nữa mình cứ suy nghĩ thôi, đi ra bắt đầu có cái chuyện xảy ra thì nó không hay, nó không tốt, mình kềm chế được. Rồi tôi hồi sáng giờ tôi cũng kềm chế được, thành ra tôi nghĩ cái là cỡ nào cũng phải có cơ quan pháp luật, còn pháp luật giải quyết. Chú đã trình báo cái sự việc này lên cơ quan chính quyền chức năng rồi? Tôi mới trình báo rồi, trong lúc hồi lúc 3 giờ hôm nay nè. Dạ. Thì họ trả lời như thế nào? 15 giờ coi như là đợi
coi như là đợi, nhưng mà công an phường đó là có nói là giờ đợi Nguyên đó khi nào bớt bớt bệnh á, có giấy tờ này kia nọ đó là đem về để công an phường giải quyết đó. Thì tôi la bây giờ tôi cũng mong muốn, tôi có nói với công an phường đó là bây giờ tôi mong muốn giờ cơ quan pháp luật bây giờ có cái biện pháp nào để trừng trị thằng này, chứ giờ tôi không còn cách nào tôi tha thứ nó được, nó bây giờ chỉ nhờ pháp luật để giải quyết thôi. Giữa hai làng ganh, con biết chú đang rất khó xử nên 18 năm qua chú im lặng. Một á, là nếu như mà báo công an thì con gãy mình sẽ ở tù, con gái ruột của mình sẽ gánh bốn đứa con rất khó khăn. Còn không báo á, hoặc là không chia sẻ những thông tin này lên mạng á, thì có thể là chị có thể mất mạng bất cứ lúc nào, đúng không chú? Đúng rồi đó. Bây giờ nếu mà không can thiệp đó, nếu mà tôi không đứng ra can thiệp, rồi luật pháp không mà giờ công an hay là luật pháp giờ không vô đó là can thiệp nó cái vụ việc này, giải quyết vụ việc này, thì con tôi cái tính mạng tôi dám chắc rằng là 100% là con cái mạng nó là có thể là bị đe dọa, không an toàn đó. Tại vì quánh thường xuyên mà mới quánh cách đây cũng nhiều lắm, nửa tháng nay là bây giờ là quánh nữa. Mà anh này anh rất là dã man luôn mọi người. Có thể là ảnh lại nhà của chú để mà ảnh đánh chú luôn, nên thành thử việc các anh em chia sẻ một đoạn clip như thế này ở một quán cà phê chứ không có ở nhà chú, vì đâu đó là biết đâu sẽ kiếm chú khi mà anh em của tụi mình đăng những cái đoạn clip này lên. Thì đây là những cái phim mà anh em chia sẻ lên để cho chú có thể có tiếng nói để giành lại sự công bằng cho chị Uyên cũng như là con gái của chú đã chịu đựng 18 năm qua, mặc dù là còn đó những cái khó khăn trong thời gian sắp tới khi mà những người làm sai sẽ phải bị pháp luật trừng trị, nhưng thà giải quyết một lần cho xong để thôi, cứ chịu đựng như vậy hoài thì có những cái hậu quả mà rất là khó lường, đúng không chú? Đúng rồi đó. Dạ. Tôi cũng mong muốn giờ là pháp luật vào cuộc để giải quyết cái thế nào là cho con tôi nó giải thoát được cái sự hành hạ dã man như thế này. Sức chịu đựng giờ có giới hạn thôi, nhưng mà ở đây quá giới hạn đó chú. Bây giờ đàn bà mà bây giờ mình đứt cái tay thôi đó, là mình còn đau nữa, mà dòng đàn bà là sanh nó mang nặng đẻ đau, rồi sanh bốn đứa con nữa, bốn đứa sức, gái hết hay sao chú? Nó hai trai hai gái nó như vậy, rồi làm sao sức chịu đựng nó có giới hạn chứ, đâu có phải nó chịu đựng nổi đâu, mà đàn bà làm sao mà chịu nổi cái sự đòn roi như dã man như thế này đó. Mà con muốn hỏi là chú có mấy người con? Chú bốn đứa gái không à? Gái không. Nên thành thử không có anh trai thì cũng khó ha. Không có anh trai thì không có cái tiếng nói mạnh mẽ để mà có thể giành lại cái công bằng cho em mình. Trong khi đó chú thì cũng lớn tuổi, chú kiểu cao sinh kiến vài ba nữa mà đánh con thì nó lại có một cái chứ lại... Chỉ có đau lòng ôm thoát giả đau lòng vậy thôi, chứ mình không có biết làm cái phương pháp nào. Chỉ có trông chờ về cái cơ quan pháp luật thôi. Và sau đoạn clip này thì tất cả các anh em của tụi mình sẽ chia sẻ về những cái đoạn clip tiếp theo, chờ chính quyền công an vào cuộc, sau đó xử lý cái tình huống của anh xong rồi mình sẽ quay lại cái đoạn clip về cái cuộc sống của chị Uyên ở trong bệnh viện và hiện tại để cho mọi người có thể biết thêm ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở video clip sau ha. Cảm ơn ha.